Đây là các thiết bị điện để tiết kiệm điện trong gia đình. Cái ví dụ đây trên bàn tay của mình là đèn led năng lượng mặt trời, nó tự động sạc pin luôn và tự động tắt mở khi có người di chuyển vào vùng cảm ứng của đèn. Và mình có làm vài cái video trước đó để giới thiệu về cái loại đèn led này, các bạn hãy đón xem ha. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng thấy đây là cái đèn led dán tường, đèn led dán tường và cũng cảm ứng chuyển động luôn, tự động bật sáng khi trời tối và khi có người di chuyển vào vùng cảm ứng. Thì tương tự đây cũng là một đèn led dán tường khác, dùng pin sạc luôn đó. Còn đây cũng là một loại đèn led dán tường luôn, đèn led thanh dán tường, có thể dùng trong nhà tắm, tủ quần áo, vân vân, kệ bếp. Thì đây là 3 loại đèn led dán tường đó, có thể dán trên tủ quần áo luôn. Rồi đây là một đèn led gọi là tích điện đó, có remote điều khiển từ xa luôn đó, bạn rất là tiện dụng và dùng pin sạc luôn nha các bạn, dùng pin sạc. Đấy. Và trên thân của đèn thì cũng có cái tấm pin đây, cái tấm pin màu đen đen đây, có thể sạc, tự động sạc khi mà chúng ta để ngoài ánh nắng mặt trời đó. Và đèn này đặc biệt là có 4 chế độ sáng luôn, rất là hay, thì các bạn đón xem trong cái video này nha. Rồi đầu tiên thì mình giới thiệu cái đèn led này trước nha. Cái đèn led này có gì hay ở đây? Đèn led này là đèn led dùng để dán tường hay là dán tủ quần áo như mình vừa có giới thiệu đó. Thì đèn led này thì nó có băng keo phía sau để dán, lên bề mặt. Rồi phía trước là cái cảm biến của nó, cái cảm biến hồng ngoại đây. Và xung quanh bên trong đây là có 6 cái đèn led siêu sáng đó. Và có cái cảm biến gọi là cảm biến ánh sáng bên trong luôn, để nó biết khi nào trời tối thì nó mới bật đèn. Đấy. Phía sau đây là nó có, chúng ta mở nắp ra chúng ta thấy có 3 cái viên pin bên trong để lắp pin vào, qua 3 cái khay pin để lắp pin vào bên trong nè. Đấy, đây là dùng loại pin AAA, pin loại nhỏ ha, là loại pin tiểu đó. Đây mình ví dụ cho các bạn xem, thì ta lắp vào thế này. Đấy, đèn sẽ tự động tắt, tại vì có đủ ánh sáng rồi nên đèn sẽ tự động tắt, thấy không? Rồi khi tối thì đèn sẽ sáng lên. Đây mình che lại, mình giả lập nè, nó tối thì nó sẽ sáng lên. Và tất nhiên là khi có người di chuyển hay là có tín hiệu hồng ngoại đó, đây là cái đèn cảm ứng hồng ngoại, nó cảm ứng và nó sẽ phát hiện ra có người và trời tối thì nó sẽ sáng đèn. Đúng là rất là hữu dụng khi lắp trong tủ quần áo nè, trong nhà vệ sinh nè, rồi khu vực bếp, kệ bếp vân vân, hoặc là để trong cốp xe máy á, cả trong xe ô tô luôn, thì rất là tiện dụng. Rồi đó là cái mẫu đèn đầu tiên mình giới thiệu dùng pin sạc nha các bạn, dùng pin AAA. Rồi tiếp theo một loại đèn cao cấp hơn, đó là cũng đèn led dán tường hay là đèn led đây cái sản phẩm này thì nó đều có pin sạc, nó có kèm theo cái cổng USB đây, nó tặng kèm cái dây USB để sạc đây. Các bạn có thể dùng cái đốc sạc của điện thoại giống như thế này đó, chúng ta để sạc, cắm sạc rất là tiện ha. Rồi sản phẩm bên trong thì cũng có hình tròn thế này, có mắt cảm ứng hồng ngoại, cảm ứng ánh sáng đây. Xung quanh bên trong nó cũng có 6 đèn led siêu sáng. Rồi bên chỗ này thì nó có thêm cái giá đỡ để máng nè, để máng để treo lên nè, để treo sản phẩm lên. Rồi cái bộ này thì cũng có thêm cái 500 đây, các bạn thấy thêm 500 để dán vào. Thì đây là một miếng kim loại cũng có 500, thì miếng kim loại này chúng ta sẽ dán lên bề mặt tường hay cái chỗ nào chúng ta cần lắp đèn, ví dụ tủ quần áo vân vân. Và cái phần 500 đây, đây là 500 thì chúng ta cũng có băng keo màu trắng đây nè, chúng có thể dán, gỡ miếng băng keo này ra và dán vào bên trong cái đèn, bên sau lưng cái đèn thế này, và nó sẽ hít vào cái miếng kim loại. Nó hít vào miếng kim loại thì cái đèn này có tính linh động cao hơn, chúng ta có thể dán bất cứ nơi nào có kim loại. Và có cái miếng dán này. Đấy, cũng rất là tiện ha. Rồi cái loại này thì pin sạc bên trong nha các bạn, nó là pin sạc bên trong, và trên thân của nó sẽ có chỗ cắm sạc chỗ đây. Đây là cổng USB mini. Đấy, các bạn cắm sạc thế này thôi, giờ thì cắm sạc thế này. Đấy, rất là đơn giản. Đèn này cũng hoạt động khi trời tối và có người di chuyển vào vùng cảm ứng. Còn sản phẩm đèn led tiếp theo, đây cũng là đèn led thanh với dán tường, dán tủ quần áo vân vân. Loại này thì dùng là pin 4 viên pin AA, có hai màu, hai ánh sáng, gọi là ánh sáng trắng và ánh sáng ấm, nên gọi là ánh sáng vàng. Đây là ánh sáng trắng, đây là ánh sáng vàng. Hai sản phẩm này thì hoàn toàn giống nhau, chỉ khác cái độ ánh sáng thôi. Thì chúng ta sẽ giới thiệu xem một sản phẩm ha. Rồi, đây là bên trong sản phẩm, được chứa trong cái túi mũ thế này, rất là lịch sự luôn. Ở đây thì có cái tờ giấy hướng dẫn ha. Tờ giấy hướng dẫn này bằng tiếng Anh và cách sử dụng thì cũng đơn giản thôi, mình sẽ nói luôn trong cái video này. Đây, đây là sản phẩm. Điểm chấm chấm vào vàng vàng 1 2 3 4 5 nè, điểm 6 7 8 9 10. Có những cái con led bên trong nó hơi vàng vàng thì đây là ánh sáng, mình có thể nói là ánh sáng vàng. Đây. Còn đối với ánh sáng trắng thì con led nó sẽ màu trắng trắng hơn. Ở đây nó có cái băng keo phía sau dùng để dán lên tường. Đấy, dán vào tủ quần áo hay là kệ bếp vân vân, những nơi mà chúng ta cần đặt cái đèn led này thì chúng ta chỉ ở lớp băng keo 3M này ra và dán thôi, cũng rất là đơn giản. Thì đây là mi thanh 500, đây là thanh 500 màu đen rất là linh động, và bên đây là miếng kim loại. Thì tất nhiên 500 nó sẽ kim loại, nó phải ít cho thế này đây, thì chúng ta đặt miếng 500 đâu chúng ta phải dán đèn đó, và chúng ta có thể dễ dàng tháo cái đèn này ra khỏi cái miếng 500. Đó. Thì tương tự các bạn có thể muốn gấp nhiều vị trí thì các bạn thì kiếm nhiều, mua nhiều miếng 500 thế này, thì cũng có bán trên mạng ha, cũng là đơn giản. Và băng keo này, băng keo hai mặt thì chúng ta cũng thể dán, mua thêm mà chúng ta dán khắp nơi trong nhà, thì cần cái đèn chỗ nào lúc nào đó thì chúng ta gỡ cái đèn đi, hoặc dễ hơn nữa thì các bạn mua nhiều cái đèn lắp nhiều nơi. Rồi phía trước các đèn thì nó có cái mắt cảm ứng hồng ngoại thế này và cảm ứng ánh sáng luôn. Đây là con mắt cảm ứng nè. Rồi nó đèn này sẽ hoạt động khi trời tối, hoặc là khi thiếu sáng, trong môi trường thiếu sáng, và khi có người di chuyển hay là có cái vật đó di chuyển vào. Gọi là để cảm ứng cái sóng hồng ngoại của nó thì nó sẽ phát sáng, đèn sẽ phát sáng. Rồi chú ý bên phải của cái đèn này nó có cái nắp pin thế này. Rồi, để mình lấy nét lại cho các bạn thấy rõ nha. Rồi cái nắp pin thì đây nó cũng hướng dẫn để lắp pin, các bạn để ý không, 4 viên pin AA đó, ở đây hướng dẫn thế này nè, 4 viên pin AA, và cái cực cộng là cực quay ra ngoài. Đấy, mở nắp thế này ha, các bạn gạt xuống thế này, đẩy vô. Mở thì chúng ta sẽ trượt ra xong chúng ta lật lên đó. Chú ý là như vậy. Rồi 4 viên pin thì mình chuẩn bị sẵn đây, 4 viên pin tiểu. Thì cực cộng quay ra ngoài, cộng tức là cái phần nhô lên của viên pin nè, quay ra ngoài. Chúng ta sẽ nhét vô 1 viên, 2 viên, đúng theo thứ tự đó nha các bạn, 3 viên, 4 viên. Rồi đẩy ra tới ngoài nè, à, chúng ta sẽ đậy nắp lại. Đậy nắp thì chúng ta làm tương tự, đè xuống, chúng ta sẽ gạt ngược trở vô. Đó, xong. Thì đèn này sẽ sáng, có tác dụng vào trong môi trường thiếu sáng ha. Mình giả lập thiếu sáng thử xem. Tại mình đang quay phim dưới môi trường là ánh sáng của đèn. Đây, mình giả lập thiếu sáng thử xem có được không. Có vẻ như nó chưa chịu. Đó, rồi, ok. Đó, mình phải che cái mắt cảm biến nó lại các bạn ha, che cái cảm biến lại thì nó xíu sáng thì sẽ phát sáng lên như thế này, và sẽ tự động tắt trong khoảng 10 đến 15 giây. Đó, đây là ánh sáng vàng, ánh sáng vàng. Thì tất nhiên với cái góc quay của camera thì cũng hơi khó nhìn cái ánh sáng ha, các bạn thông cảm. Đó, mình lấy nét lại thì nó sẽ ra như thế này nè, ánh sáng nó vàng vàng. Rồi. Rồi, đó là cái đèn led, rất là linh hoạt sử dụng trong gia đình luôn. Và đây đặc biệt là dùng pin, nên hết pin thì chúng ta có thể thay, và chúng ta có thể dùng pin sạc. Đó, chúng ta mua 4 cục pin sạc, chúng ta thay vào thì cũng rất là tiết kiệm điện luôn, và hết sức là tiện dụng, trong đặc biệt trong các nhà vệ sinh. Chúng ta có thể hoặc là trong cái tủ quần áo này, hoặc là cái kệ bếp, hoặc là trên kệ cầu thang. Thì đặc biệt trong môi trường trong nhà có người già và trẻ em chẳng hạn, thì rất là tiện dụng ha, và an toàn nữa, góp phần đảm bảo an toàn. Đấy, nhiều khi chúng ta làm biếng, chúng ta không bật đèn, hoặc là tay ướt khi vào nhà vệ sinh, chỉ người rửa tay đi ra thì chúng ta bật đèn, cái công tắc thì cũng rất là thiếu an toàn về điện, nó thể gây giật Thì khi có cái đèn này hỗ trợ thì các bạn có thể cảm thấy an toàn hơn và tiện nghi hơn, và nó, đặc biệt là nó tự động tắt luôn, tự động cảm ứng và tự động tắt, rất là tiện ha. Rồi các bạn nghiên cứu và sử dụng trong gia đình của mình, trong các hoàn cảnh ha, trong các vị trí phù hợp. Rồi xin chào và nhớ đăng ký kênh YouTube Thiết Bị Điện Thanh Tâm để đón xem những video mới và những sản phẩm mới. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi mình trả lập cái tối mình che cái tay mình lại thì đèn nó sẽ sáng lên. Cả hai loại đèn này đều sẽ tự động tắt trong khoảng 10 đến 15 giây. Đấy, rất là sáng luôn. Đấy. Đấy, các bạn hãy nhìn thấy 6 cái led nè, nếu mình 6 cái led bên trong, nó siêu sáng bên trong đó.